Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 3 triệu top cần mắt, tương đương với khoảng 200.000 USDT các bạn, cho chương trình để góp này. Thì con này được xây dựng trên mạng Binance Smart Chain các bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả. Đây con chắc của nó, mô tả của mình mở link form của các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào Free Sale Romet. Let's day là còn 15 ngày nữa kết thúc nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào đây. Asset. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain trên chocolate của tất cả các bạn vào nè. Chương trình này gấp này, nhiệm vụ cũng khá là ít các bạn. Rồi, các bạn bấm vào Continue các bạn. Rồi, các bạn được một Inter nè. Rồi, tiếp tục con follow tại Twitter nữa các bạn. Trên tại Twitter các bạn follow nè. Rồi, các bạn theo dõi. Rồi bạn bật up lại các bạn. Rồi bấm continue nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn comment với hashtag nha các bạn. Các bạn khớp. Rồi các bạn sao chép nè các bạn. Các bạn vô đây nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dán người ta quýt nha các bạn. Các bạn dán hashtag nó vào. Rồi các bạn comment luôn các bạn. Ush, comment mà mình tự quyết. Không sao các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter của các bạn đã ấy nè. Dạ này khá là đơn giản các bạn. Rồi bạn bấm continue các bạn. Rồi tiếp tục các bạn retweet cộng nữa tmax nè. Rồi đã retweet rồi. Tiếp tục các bạn join kênh Telegram đó nè. Rồi các bạn xôn xào các bạn. Rồi sau khi các bạn xôn xào xong thì các bạn mở Telegram của mình ra các bạn. Các bạn nhấp vào bao gạch vào setting copy username mình nha các bạn. Nó cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Các bạn ghi ra cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Tiếp tục chọn tên tiếp kênh hết chưa các bạn. Đây có thử các bạn. Rồi con kênh này các bạn. Rồi bấm continue các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gì copy cái link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 3 triệu top cần mắt, tương đương với khoảng 200.000 USDT. Em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.